miêu đại chiến cho sói Mackenzie, 7 cuộc đại chiến kịch tính nhất của Linh Miêu. Vũ Trụ TV, giải trí không giới hạn. Sinh sống trong môi trường khắc nghiệt, việc sinh tồn và săn mồi đối với Linh Miêu càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ngay từ khi sinh ra, mỗi lứa Linh Miêu cái chỉ đẻ 3 con, nhưng hiếm khi nhiều hơn 2 con sống sót sau khi cai sữa. Linh Miêu con có rất nhiều hoạt động tương tác với mẹ cho đến khi được 10 tháng tuổi. Chúng dành phần lớn thời gian để chơi với nhau. Điều này giúp cho đàn con phát triển các kỹ năng cần thiết trong môi trường hoang dã, những kỹ năng mà chúng sẽ cần đến cho cuộc sống về sau. Các hoạt động này giúp tăng cường khả năng thể chất để sinh sản và săn mồi. Linh Miêu một mình cân cả chó sói rồi đến báo sư tử mà vẫn không hề lép vế. Sói thung lũng Mackenzie có lẽ là phân loài lớn nhất của sói xám ở Bắc Mỹ. Phạm vi của chúng bao gồm các bộ phận của Tây Hoa Kỳ, phần lớn phía Tây Canada và Alaska, bao gồm cả đảo Unimak trong quần đảo Aleutian và được du nhập vào vườn quốc gia Yellowstone và trung tâm Idaho. Thức ăn của loài sói Mackenzie bao gồm lợn rừng, bò rừng Bison Bắc Mỹ, bò xạ hương, nai rừng tầm, nai, tuần lộc, mèo. Chúng là loài có khả năng thích ứng trong môi trường mới rất nhanh. Bằng chứng là việc khi được thả trong vườn quốc gia Yellowstone, chúng đã hạ gục được con bò rừng Bison đồng bằng. Tuy nhiên, những con mồi như nai sừng tấm hay tuần lộc, khả năng săn mồi thành công của chúng chỉ đạt 10%. Chúng sẽ chọn tấn công những con mồi đơn lẻ hoặc bị bệnh và theo chúng cho tới khi những con mồi đó từ từ bị gục ngã do mất máu. Những con mồi nhỏ hơn thì chúng chỉ cần tấn công vào tĩnh mạch và khí quản của con mồi. Một con linh miêu Canada, loài linh miêu lớn thứ nhì sau linh miêu Á Âu, đã đụng độ với kẻ thù nặng ký là chó sói thung lũng Mackenzie. Mặc dù vóc dáng nhỏ bé hơn, nhưng linh miêu vẫn tỏ ra vô cùng gan lì. Nó không ngại ngần vênh mặt lên và kèm theo đó là một hành động hù dọa cực kỳ dứt khoát. Chính vì điều này, chó sói đã phải sợ hãi mà bỏ chạy. Tưởng chừng như nguy hiểm đã kết thúc thì bất ngờ, linh miêu lại gặp kẻ thù thứ hai đến gây sự, đó là một con báo sư tử. Thì ra con báo sư tử đã tọa sơn quan hổ đấu, theo dõi trận chiến giữa chó sói và linh miêu từ trên cao rất lâu. Nhưng tất nhiên, với bản tính máu chiến, linh miêu không hề run rẩy. Ngược lại, nó vẫn như cũ mà ăn miếng trả miếng sòng phẳng với đối thủ của mình, liên tục tấn công, liên tục ra đòn. Cuối cùng, biết mình không thể làm gì hơn, con báo đành hậm hực bỏ đi. Hai chó rừng xa luân chiến với linh miêu, kẻ nào sẽ giành được miếng ăn cuối cùng? Hai con chó rừng này đã giết được một con cáo tai rơi và đang chuẩn bị ăn thịt nạn nhân, thì bất ngờ một con linh miêu tai đen phát hiện ra và lao tới cướp lấy. Một cuộc chiến bảo vệ chiến lợi phẩm của hai con chó rừng đã diễn ra sau đó. Trận chiến giữa hai loài ăn thịt xảy ra ở công viên hoang dã Kgalagadi, Transfrontier ở miền Nam châu Phi, giữa biên giới giữa Nam Phi và Botswana. Hai con chó sử dụng chiến thuật xa luân chiến, thay nhau tấn công kẻ thù. Dành cho bạn nào chưa biết thì trong binh pháp của Tôn Tử, xa luân chiến là phương pháp sử dụng hai cánh quân xa thay nhau tấn công, làm đối thủ xoay sở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào. Con linh miêu phải liên tục xoay sở, hết bên này đến bên khác trước những đòn tấn công chớp nhoáng của đối thủ. Một con chó rừng tấn công phía trước và nhanh chóng lao ra vòng chiến, nhường cho con chó sau lao vào và cứ thế. Tuy nhiên, linh miêu cũng là loài vô cùng nhanh nhẹn và lì đòn. Nó đã không hề dễ dàng từ bỏ con mồi mà kiên quyết phải cướp cho bằng được. Mọi nỗ lực của nó cuối cùng cũng được đền đáp khi hai con chó rừng nản chí và từ bỏ con mồi chúng săn được. Sát thủ trong thế giới bò sát đối đầu với linh miêu và cái kết bất ngờ. Tiếp tục là một cuộc đối đầu giữa linh miêu và rắn đuôi chuông, nhưng khác ở chỗ, cuộc chiến lần này linh miêu đồng cỏ sẽ là kẻ xung trận. Linh miêu đồng cỏ là loài mèo hoang dã phân bố tại châu Phi, chúng có thân hình mảnh dẻ, kích thước trung bình, khi đứng bờ vai cao 54 đến 62 cm và cân nặng từ 9 đến 18 kg. Chúng có đặc điểm là đầu nhỏ, đôi tai lớn, lớp lông ngoài có màu từ vàng kim đến vàng sẫm với đốm và sọc đen. Chiếc đuôi ngắn có ngọn đen. Linh miêu đồng cỏ có chân dài nhất so với bất kỳ loài mèo tương đồng kích thước cơ thể. Mỗi chuyến đi săn, linh miêu đồng cỏ có thể di chuyển từ 3 đến 4 km. Với lợi thế đôi chân dài, tốc độ di chuyển của linh miêu có thể đạt tối đa 80 km/h. Đôi tai lớn với thính giác vô cùng nhạy bén cho phép chúng phát hiện con mồi, ngay cả trong lòng đất. Linh miêu có thể nhảy cao 2 đến 3 mét để bắt chim đang bay và chúng có thể nhảy xa tới 3,6 mét. Một con linh miêu đồng cỏ đang lang thang tìm kiếm con mồi thì phát hiện ra một con rắn đuôi chuông, nổi tiếng là sát thủ trong thế giới bò sát. Ngay lập tức, con linh miêu chớp lấy cơ hội không để con mồi chạy thoát. Để hạ gục con rắn độc, linh miêu sử dụng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình tấn công vào phía đầu con rắn độc. Bị dính đòn đau liên tiếp vào đầu, con rắn đuôi chuông choáng váng không thể chống cự được nữa. Đến lúc này, Linh miêu đụng độ rắn đuôi chuông và cuộc chiến ngay giữa đường. Mặc dù linh miêu đuôi cộc ưa thích thỏ và thỏ đồng, nhưng chúng sẽ săn bắt bất cứ thứ gì từ côn trùng, gà, ngỗng, những loài chim khác, gặm nhấm nhỏ cho đến loài hươu. Lựa chọn con mồi phụ thuộc vào vị trí, sinh cảnh, mùa trong năm và độ phong phú. Giống như hầu hết các loài mèo, linh miêu đuôi cộc chiếm giữ lãnh thổ và phần lớn sống đơn độc. Mặc dù có vài sự chồng chéo trong phạm vi sinh sống, chúng sử dụng một số phương thức đánh dấu ranh giới lãnh thổ của mình, bao gồm dấu vết móng vuốt và hỗn hợp nước tiểu hoặc phân. Một con linh miêu đuôi cộc đã có màn đối đầu kịch tính với một con rắn đuôi chuông to lớn trên một con đường thuộc Bear Canyon, California, Mỹ. Và khoảnh khắc chiến đấu giữa hai loài ăn thịt này đã được một người đàn ông vô tình đi ngang qua ghi hình lại. Con linh miêu vốn là kẻ chuyên săn thịt rắn để ăn thịt. Chúng sử dụng sự nhanh nhẹn, móng vuốt và răng nhọn để giết chết những con rắn độc. Con rắn độc mặc dù đã có thể cắn trả và khiến con linh miêu đuôi cộc phải nhảy cẫng lên sau khi tưởng đã hạ được nạn nhân. Thế nhưng theo người quay phim, sau một hồi thì cuối cùng con linh miêu vẫn là kẻ chiến thắng. Linh miêu săn đuổi mèo hoang lên tận ngọn cây. Trong hành trình khám phá thiên nhiên hoang dã châu Phi, một du khách đã ghi lại được những hình ảnh ấn tượng giữa linh miêu và mèo hoang tại khu vực gần trại Nopsop, Kgalagadi. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, một con linh miêu đang cố gắng bắt một con mèo hoang trong khi con mèo leo lên cây để trốn. Linh miêu bám theo và con mèo cuối cùng cũng đã trèo đến nơi cao nhất của cái cây. Lúc đầu con linh miêu không muốn trèo quá cao, nhưng sau đó nó quyết định tiếp cận con mèo. Nhận thấy linh miêu đã ở quá gần, con mèo hoang bất ngờ thực hiện một cú nhảy tưởng như bất khả thi sang một cái cây khác ở cách đó rất xa. Bằng cách mạo hiểm này, con mèo đã tẩu thoát một cách ngoạn mục. Linh miêu đối đầu với diều hâu, kết cục trận chiến này sẽ ra sao? Một con linh miêu và một con diều hâu đã có một cuộc đụng độ đầy duyên nợ tại thị trấn East Hartford, Mỹ. Cả hai kẻ đi săn đã có một trận chiến trên mặt đất khi diều hâu bị linh miêu vồ được. Tuy nhiên, con linh miêu không dễ dàng để có thể hạ gục được đối thủ của mình. Diều hâu tuy bị thất thế trên mặt đất khi phải chiến đấu với linh miêu, nhưng nó vẫn là một đối thủ nguy hiểm. Linh miêu cũng rất thận trọng để tránh móng vuốt cũng như chiếc mỏ sắc nhọn đang hướng về phía nó. Theo người đăng tải cuộc chiến này thì rất may mắn cuối cùng con chim đã bay đi một cách an toàn. Sau đó con linh miêu cũng trở về khu rừng rậm. Các bạn thân mến, vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết mất rồi. Các bạn cảm thấy cuộc chiến nào là đáng sợ nhất? Hãy bình chọn bằng cách comment ngay để cho mọi người cùng được biết về nhé. Và nếu như mà các bạn có những ý tưởng gì mà nó hay, hấp dẫn một chút, hãy comment ngay bên dưới. Để mình cùng ekip Vũ Trụ thực hiện và gửi đến các bạn nha. Các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe để theo dõi những video siêu hot phát sóng trên 2 khung giờ 9h30 và 17h30 mỗi ngày các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Vũ Trụ TV. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!